Đây là tới điện Quần Hồng cả nhà. Tới điện Quần Hồng. Lên tới điện luôn rồi đó, lỡ bộ lên tới điện luôn rồi. 94. Giờ mình lên điện nữa là tới điện Mùa Hồng luôn cả nhà. Cái này phải gì tán không? À, không dưỡng tám đi trước, còn còn tôi là Úc Hà Long Xuyên. Dạ. Chịu đi nha. Không phải sao? Đây nè, nó nè. Nó nè. Chở xuống. Chở xuống, qua dồn kia. Lên đây mình có chỗ đứng. Kìa dưỡng tám đang lại chờ dưỡng tám hồi sau kìa. Đó dưỡng tám không đang đi tới đó. Làm rồi đó. Khoan có hiểu. Ông phải ăn không? Chào cả nhà. Trời ơi, chào những là hảo. Qua bên nào? Nó hỏi ba mệt không? Chứ qua gì? Hỏi ba quả đâu, bỏ hai vậy. Ừ. Bỏ hơi tay rồi nghe không nổi. Hỏi ba mệt không? Ba mệt không? Chào con chưa? Đây qua đây cũng bể thằng Hẹn ghét tôi thằng thuộc tiếng nói đó chứ rồi. Rồi leo lên con, lên dốc. Rồi rồi, tập trung đây 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 đây. Lóc cốc lóc cốc lóc cốc là chiều nay rớt ngay chốc mà bom 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 sáu con vô tờ chiều nay tiền vàng là bất ngờ luôn ăn cô bác mình ơi. Năm thở là mừng thì cô bác mình về tới núi à, đổi tay mua xuống núi chiều nay là đếm tiền đánh đúng luôn nha. Đây điện điện Mùa Hồng đó nha. Lên non. Lên Hiền, lên con. Đi từ từ nha, đừng có chen lắng nha con. Cái gì đây nè nữa rồi. Trời ơi, coi mình có chỗ trống nè, mình đứng đi. Đứng ở dưới cũng được. Ở trên chẹt thì đứng dưới. Nó quá chặt rồi, đứng lên. Rồi đứng bên đây đi. Như vậy là mình đi đi là mình đi tới chỗ mà ông thẻ số 5 luôn. Đi cái này thôi đi ngược xuống dưới coi cũng chân núi ở này nè, đang lấy đồ xong rồi đi lên ba chút. Chứ mình không đi ngang thẻ số 5 đi lên đây nè. Lúc đi lên thì đi ngang đó nhưng mà đi về thì đi thẻ đi về ba chút. Ba chút mà không biết đi đường nào về không biết. Hỏi ông tài xế, hỏi ba chuyện á. Cúng thì nó dở dưới đi. Đúng, 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 đúng. Bây giờ mình cúng ở dưới này đi. Ở trên cũng vậy, dưới cũng vậy à. Ở trên đông quá rồi. Phải nuốt. Lên đây Hiền bớt người lên Hiền ơi. Đây. Bớt người lên con. Tiền về bất ngờ ra mắt chị mình ơi.
Rồi hôm nay mình giống như sắp hàng mà đi làm giấy tờ á. Rồi ai mà thành tâm mới đưa cảm ứng nha. Rồi bây giờ mình cũng là đông đủ hết rồi. Đoàn mình cũng nếu mà chưa lên đủ ra đứng ở dưới đi quý vị. Mô Phật ạ. À. Như đây thì Ngọc Hoàng Thượng Đế luôn. Cô đứng. Tâm sự với ông Ngọc Hoàng. Vậy hả? Rồi ai muốn ước ao tâm sự gì thì tâm sự đi Ngọc Hoàng chứng chi cho tất cả đồng đạo. Rồi tới đây mình cũng dính ít phút để kể về sơ lược về cái mẫu chuyện nha quý vị. Rồi thôi để giới thiệu cho huynh ba chuyện cũng kể về cái sơ lược về mẫu chuyện ở Năm Non Bảy Núi này. Mời huynh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả cô bác anh chị em và các cháu, thì giờ đây chúng ta đã được chinh phục đỉnh cao nhất của miền Nam nước Việt, miền Tây, nóc nhà của miền Nam. Đây là cái dồ Bồ Hông. Thì trước đây năm 1930 được đo đó thì từ mặt biển lên đây là 716 mét. Giờ đây thì bên Bộ Văn hóa cũng như của tỉnh An Giang cũng cho biết là đá càng ngày càng lớn, thì độ cao giờ đã cũng gần 1000 mét rồi. Cho nên lên đây chúng ta thấy không khí, phong cảnh hữu tình. Và đặc biệt ở trên dồ Bồ Hông này, dồ Bồ Hông cũng là một trong năm cái non. Chữ non có nghĩa là cái dồ đá hay chậm đá cao ở trong một cái dãy núi. Thì Thiên Cẩm Sơn là núi Ông Cấm, mà trong núi Ông Cấm này lại có năm cái non. Dồ đầu, dồ cây, dồ Thiện Tế, rồi dồ Bà, dồ Ông Bướm, dồ Bồ Hông. Thì đây là năm cái non ở trong cái bảy cái núi. Mà Đức Thầy có nhắc lại là trên năm non đồng phụng tốt tươi, miền bảy núi mà sao báo quý, hay là rừng lâm cây đá thấy ngày nay mà ruột năm non có các đài. Và trên đây năm 1997 lại có một cái câu chuyện xin được kể cho quý vị nghe. Câu chuyện được mang tựa đề Thương Nhau Hát Lý Qua Cầu, Yêu Nhau Bộ Chi Dẫn Đập Đầu Chết Leo. Giữa tay đi, bổ chuyện, cái bổ chuyện nha. Nghe câu chuyện thấy hấp dẫn hả, mà không biết kể hay không nữa. Hay gọi là cái câu chuyện này cũng gọi là chuyến xe định mệnh. Thì câu chuyện được xuất phát từ ở vùng thốt nốt của thành phố Cần Thơ, ở ngay cầu Chổi. Ngay cầu Chổi này đó thì nhà gia đình của anh Bảy Nhôm. Bảy Nhôm á cũng nằm ở trong cái nhóm anh em tu sĩ của Đệ Phong hoặc giả Sáu Khanh thời gian trước, rồi cũng thường có lưu với anh em ở đây. Thì Bảy Nhôm đó quý vị biết là một cái vị tu sĩ ở ngay cái chợ Úi, cách chợ Thống Nốt khoảng 2 cây số. Thì gia đình đó là của Bảy Nhôm, ở gần nhà của ông bác này là cũng khá giả lắm. Mình lâu quá rồi cũng quên nha, câu chuyện mình chỉ đại lược thôi. Thì ông bác này ông có đất đai là vườn tược nhiều lắm, cho nên ông mới chọn kiếm một cái vài cô này kia cũng giỏi vắn về để mà tiếp phụ giúp ở trong cái gia đình. Thì gặp được cái cô Phượng, cô này là ở dưới Bà Đầm, kêu bằng là Thế Lai Gạch Nọc cái Bà Đầm rồi đó, nằm ở dưới là cũng nằm dưới Ô Môn. Thì khi mà cô Phượng được tới lui để mà lo trong cái gia đình của ông chú gần của nhà tu sĩ Bảy Nhôm. Thì trong gia đình của ông chú này đó thì ổng là có một người con trai út. Ổng tính là cưới cái cô Phượng này vì cô Phượng rất là giỏi, công dung ngôn hạnh là cái bằng là đầy đủ hết đó, kể như là cái người phụ nữ là dạng toàn. Thì tính là dự tính là cưới cái cô Phượng để mà làm dâu. Nhưng mà tiếc là cái anh con của ông chú này là không thương cái cô Phượng mà lại thương em của cô Phượng, nó chéo ngoe gì đó quý vị. À, cho nên cô Phượng nó nhân cái lúc mà đám tiệc gia đình có buồn quá về ở dưới dưới Thái Lai Bà Đầm. Thì khi về dưới đó là mấy trên gia đình ở trên này đó, về gia đình của là cô Phượng đó là gia đình là cách mạng, không có thích những cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Nhưng mà trong cái thời gian cô Phượng ở trên này đó thì cô cũng muốn là ở trong cái gia đình đó là thế nào trước sau gì cũng là người làm dâu ở trong nhà đó.
Nhưng mà cuối cùng rồi đó là nó cái sự mà con của ông chú ở trong gia đình đó là không thương mình, là cô hơi thất vọng rồi. Thì cô về quê. Thì trong khi mà cô thất vọng á, thì nói nhanh hơn là trong cái lúc mà là đợt sau cô đảo trở lên đó, thì cô cũng nuôi cái hy vọng đó, nhưng mà cuối cùng nó không được là hoàn thành. Và cô mới ôm cái chai thuốc sâu đi lại ngay cái cầu chổi, cô tính tự dặn chết. Uống chai thuốc sâu là lên đường đó. Nhưng mà sau cái được cái duyên là gặp ông Đạo Bảy Nhôm, giống như ông Đạo Đạo Giang vậy nè, tướng cũng không độ vậy đó. Đó, thì ông Đạo Đạo Bảy Nhôm ông mới nói, ông mới giảng cho một cái thờ pháp, tại vì học ở trong chùa mà kinh pháp rồi biết nhiều lắm. Ông nói không được, cô mà nghe lời tự dặn cô chết rồi kiếp sau cô khổ lắm nha, khổ hơn kiếp này nữa. Đó, mang cái thân người cho phải dễ kiếm, mà bây giờ mình được mang cái thân người mà không dám lo tu hành nữa là cô tự dặn chi. Nó cái chuyện nghĩa là trên thế gian này không có người này cũng có người kia, chứ có đâu mà không lẽ suốt cuộc đời cô không lẽ chọn không được người nào. Đó, thì cuối cùng nghe cô Phượng cũng so dịu lại, không có thưa lại. Lúc đó là hết giận rồi, hết buồn rồi quý vị. Nhưng mà không có còn thương cái anh con của chú hai cái bên nữa, mà thương Đạo Bảy Nhôm. Chết à. Nó hoảng gì đó. Tại vì ông này bữa nào cũng lại giảng cho ông Trần Pháp, giảng Trần Pháp gì đó. Thì câu này là không thương ông kia nữa, bây giờ trở lại thương ông Đạo. À, thì khi thương ông Đạo rồi đó, nhưng mà ông Đạo Bảy Nhôm này ông vô tư lắm. Cái tâm ông không nghĩ, ông nghĩ giống như mây bay trên bầu trời này kia đó, là lơ lửng gì chứ ông không có nghĩ tới ai trơn á. Tối ngày ông đi là kiếm ba cái bóng đèn đứt, ông làm đèn cho bà con người ta ở địa phương đó. Thì nói nhanh hơn là trong cái lúc mà thương ông Đạo Bảy Nhôm đó, thì gia đình của cô Phượng này ở dưới là bà Đầm Thế Lai đó là mới biết phát hiện được con của mình nhà thương của ông Đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Gia đình dưới không có chịu. Cho nên nhân cái lúc mà về đám giỗ gia đình đó, thì gia đình mới mạo một cái lá thư của Bảy Nhôm. Là nói nặng nói nhẹ, nhà tôi giờ không còn thích cô đâu, cô là ở dưới lương điên này kia, nói đủ thứ chuyện ở dưới xong rồi đó. Thì cô này có buồn, cô thất vọng, cô đi lên cái công ty Bon Chen ở trên Bình Chánh ở Sài Gòn, cô đi làm rồi là cô tức quá rồi, cái sao mà lên trển này gặp được cái anh bạn cái kia là ở miền Bắc, hai người là thương nhau rồi thương nhau đó, là lúc đó là cô mang bầu cũng gần mấy tháng rồi quý vị. Chính là tiến hành tới đám cưới luôn ngày, cho để đây chưa đám cưới mà sanh con cũng kỳ lắm. Thì trong cái lúc mà mang bầu rồi đó là định đi về thốt nốt để tìm lại ông Đạo Bảy Nhôm, để nói cho ông này biết nghe là tại sao anh không thương tôi mà anh còn nói nặng nói nhẹ tôi nữa. Tính nói một lần cuối cùng để mà là hai người chia tay. Rồi là đường ai nấy đi đó. Thì trong khi cô vừa từ Sài Gòn đón xe về tới thốt nốt, cô vừa xuống xe thì thấy ông Đạo Bảy Nhôm, ông đang quải cái bị cái lo đó, giống như Đạo Giang đang quải dùm cái lo đó, giống Đạo Giang. Xuống dưới đây, tôi ở đây. Ông đang quải cái lo, xuống dưới chờ đây, xuống dưới. Sắp lên đường về núi Cấm. Mà cô kia vừa ngừng xe lại, ta gọi là chuyến xe định mệnh. Nếu như chảy chừng nửa tiếng đồng hồ thôi là hai người không bao giờ gặp nhau. Thì anh cô này vừa xuống xe thì gặp ông Đạo Bảy Nhôm, là giống như Đạo Giang như đó, là đang đón xe đò đi. Thì lúc bấy giờ cái cô Phượng này cô mới nói anh Bảy Nhôm mà anh định đi đâu mà anh quải cụ bị này kia hành trang rồi này kia là đạo mạo tiên phong cốt cách với anh đó. Thì cô anh Bảy Nhôm này nói tôi định về núi, tôi đi tu, tôi lên núi tôi ở tu luôn, không có về quê nữa đó, tôi đi theo cái tâm nguyện của tôi. Tại vì là hai người tâm sự đó, tại vì trước đây tôi á, lúc mà năm tôi 17 tuổi đó, là không đứng để quả chưa cho phép để đem xuống, mà tự nhiên để đem xuống này đóng cái dây đó gần vậy đó, đóng chưa xong cái dây tự nhiên bỏ xuống không có được. Là năm 17 tuổi tôi nằm ngủ, có một cái vị trên núi kêu tôi phải về núi đi tu, tôi mới hứa lại 10 năm sau đó, ông chờ đợi đi, cha mẹ tôi lớn qua đời rồi là tôi lên núi tôi tu luôn. Là ông tính 10 năm sau ba mẹ chết trơn, mà lúc đó cha mẹ chưa chết. Nhưng mà đúng cái lời hứa hẹn rồi đó, là năm đó năm 27 tuổi Bảy Nhôm lên được. Thì đón xe về núi là định là lên núi ở tu luôn đó. Nhưng mà bỏ cái xác này nghe, là đi tu cái phần vô vi để trở về với cái thế giới vô vi vô hình đó. Thì cái là cái cô Phượng, cô nói vậy là anh đi về núi cho em đi theo với. Tại vì bây giờ tính về gặp ông Đạo này, tính nói cho là ông một chặng mà chưa nói được nào. Bây giờ ông đón xe về núi thôi, vẫn sẵn mình đi theo về núi, là nói cho ông biết luôn.
Thì trong khi đi về núi, ngồi trên xe đò tâm sự nói tại sao anh không thương tôi mà anh còn viết thơ, anh nói nặng nói nhẹ tôi. Cái cô Phượng có nói gì đó, anh Bảy Nhôm nói cái viết thơ nào, tôi chữ nghĩa đâu có giỏi đâu mà viết thơ. Đâu cô đem cái lá thư ra coi xem là rốt cuộc thì anh Bảy Nhôm nói cái chữ này không phải chữ của tôi. Đó thì biết là gia đình của cô mạo nhận rồi. Nói nặng nói nhẹ cô Phượng thì lúc đó cô Phượng cũng mới hối hận rồi. Lỡ mình mang bầu với cái một người miền Bắc ở ngoài công ty Bân Trang ngoài Sài Gòn. Rồi là đêm đó quý vị biết không, là ngay cái vồ bên, tức là ngày xưa là chưa có cái vồ bên kia nghe. Ê, chưa có cái nhà nấm bên kia bển, nó chỉ là có một cái vồ đá thôi. Đó, còn ở đây là cái quán, mấy cái quán là quán lá này kia bình thường lắm. Dân võng ngày xưa là tôi dẫn đoàn về đây là trên 20 năm trước á, là nó nhiều lắm. Thì Bảy Nhôm với cô Phượng năm đó là năm 97. Hai người mới nằm trên cái chiếc võng. Nằm trên đó là cái ông chủ võng đó, cái ông mà bà chủ quán đó, ông kể lại nghe. Thấy đầu hôm thì hai người nằm là một người nằm cái võng. Cô kia nằm bên kia, ông Bảy Nhôm nằm bên đây, mà khoảng tới 11 giờ sau thấy hai người nằm có chiếc võng một à. Nó bỏ cái võng bên kia, bộ buồn hay lạnh hay gì đó. Cũng như trời khuya đó, ở trên núi này nó sương dữ lắm. Ngày xưa sương mù nhiều cho nên nó là lạnh quá, cho nên cô Phượng cũng phải tấn công qua ngồi cái võng bên đây luôn. Thì ngồi cái võng xong rồi đâu là cỡ 1-2 giờ cái ông này ông ngủ rồi. Thức giấc rồi nghe là đi ra coi là có hai đứa nó còn nằm trên võng không. Đi ra tới sao thấy cái võng nó còn mà cái sợi dây võng nó tiêu trơn. Lạ vậy đó. Cái bị đồ này kia của cô Phượng đồ này kia với Bảy Nhôm là còn tại đó luôn. Mà tự nhiên là cái chiếc võng còn mà cái dây võng không còn. Ông đi rồi. À, ông mới đi ra ngoài kia, ra ngoài cái chỗ đó đó quý vị. Cái chỗ mà quay cái chỗ ngoài đó đó. Đáng lý mình đứng bên kia mình kể là nó hấp dẫn hơn. Là ngay đó nó có cái đường đi xuống hang ông Hổ. Đó. Thì là ông mới ra coi thì thấy là hai đôi dép. Đôi dép của Bảy Nhôm với đôi dép của Phượng là còn nằm đó. Mà trên đôi dép đó là nó có tiền. Và có một lá thư. Đó. Ai mà gặp được là cái lá thư này rồi tiền này đó thì giúp cho là cho chôn cất cho tôi tại đây. Đừng có mang cái xác của tôi về ở quê dưới. Vì cha mẹ tôi không có thích Phật giáo Hòa Hảo. Tôi với anh Bảy Nhôm này đó là muốn ở tại đây luôn. Hai người là nhảy xuống đó quý vị. Đó cho nên nói cái câu là thương nhau hát lý qua cầu, yêu nhau buộc chi võng đập đầu chết queo. Hai người nhảy từ ở trên này nhảy xuống như vậy đó. Cái độ cao xuống như vậy là gần 1000 mét. Thì anh Bảy Nhôm đó là anh ta bay xuống, mà là cô Phượng thì bay làm như mạnh hay sao đó, bay tút ở dưới kia luôn. Gần 1000 mét ở dưới, còn Bảy Nhôm khoảng chừng là 700 mét là nó dướng trên cái cây. Dướng trên cái cây đó là cái cây là lúc đó nó đâm thủng cái lơ cái đầu, đầu bên trái nha. Còn cô Phượng đó thì cái sợi dây nó còn. Hai người buộc dây nhau mà. Đó thì là buộc cái dây tay rồi nhảy một lượt một. Thì cuối cùng ở trên là tới vớt mang cái xác của hai cô này lên đó là mới có bác sĩ đến nó thẩm bác sĩ bên gì thẩm y đó người ta tới để người ta coi xem xét coi là vết thương nó sâu nặng sao. Thì cái ông bác sĩ này ông coi xong xuôi rồi đó thì ông mới xác định hai đứa này nó buộc dây với nhau. Thì cái cô Phượng đó là có buộc cái dây bên trái nha, Bảy Nhôm bên phải, mà nó giục cái dây ông kia mà nó còn dính cái dây của cô Phượng bên đây. Đó, nhảy xuống dưới kia dưới. Rồi cuối cùng ở trên quý vị, trong suốt 3 tháng đó, khi mà chết rồi đó, là hai đứa này nó mới đi bóp bụng người này bóp bụng người kia. Nó đòi ăn, nó đói. Con Phượng này nó đói. Nó đi đòi là ăn thịt gà, ăn thịt vịt gì đó, ăn tùm lum ở trên núi này nè. Gần 3 tháng trường. Rồi cái là nó đạp đồng lên. Nó nói là tôi, hai đứa tôi nhảy cái vồ bồ hông này chết nè. Rồi cái bà con người ta nói, rồi mày á, mày là tên gì? Nó nói tên Phượng. Rồi hỏi vậy chứ là mày chết rồi còn cái thằng kia đâu? Nó ổng đứng cái bên này nè, ổng bóp cổ tôi hoài à. Tôi đòi ăn cái này kia rồi ổng đâu có cho. Ổng ăn chay trường, ổng chịu ăn uống gì trơn á. Tại vì cái ông Bảy Nhôm này ăn chay trường. Đó, cho nên tôi đi đòi ăn, ổng không cho. Ổng nói không nên làm gì, mình phải biết đạo rồi đi bóp bụng người ta làm gì. Nó cho nên là nó nói luôn, nó khai khẩu luôn, nó nói ổng đứng cái bên tôi nè, ổng cứ đè ổng bóp cổ tôi hoài à. Ổng cho tôi nói gì trơn á. Đó thì qua 3 tháng rồi quý vị biết là Bảy Nhôm
thông báo về tại thốt nốt là nói mẹ bây giờ con đã đi đầu thai rồi, mẹ muốn biết á, lên ngay dọn bớm, dọn bớm mông voi đó, thì lát nữa đây là chúng ta sẽ xuống tới dọn bớm mông voi, là bây giờ con đầu thai ngay nhé, là nhà của là cái anh này đó, cái ông này đó là cha mẹ con giờ là tên là Liên và Huệ. Bây giờ ba mẹ muốn biết gì đó là tới khi sanh ra đó là lên đi rồi là sẽ gặp con biết liền à. Đó thì bắt đầu nó báo mộng. Rồi bắt đầu cái cô Phượng thì cô không báo mộng mà cái ông Bảy Nhôm này ông về ông kêu ba mẹ ông đó. Thì vừa sanh ra thì bắt đầu bà mẹ bà lên tới. Tới rồi là 1-2 tuổi là bà lên tới là Bảy Nhôm biết liền quý vị. Nhìn biết luôn. Biết hết luôn nhưng mà điều nó điềm đạm lắm. Tại vì ông Đạo này, ông Đạo là tối ngày làm từ thiện không à. Mà ông ăn khổ hạnh nha. Rồi khi sanh ra để nói cái cách này, hai vợ chồng cái anh Liên và cô Huệ, hai người đó là đi lại ngay cái chỗ dồ của bồ hông này đó, ngồi để tâm sự. Nói nghe là cha mẹ mình khó khăn nghe, chút xíu nữa mình cũng nhảy chỗ này rồi. Nhưng mà hên lắm đó nghe, là bây giờ cha mẹ chấp thuận là hai đứa mình mới thương với nhau cho nó mới được cái là để mà mình thương nhau được mà đám cưới gì đó là mừng dữ lắm. Hai vợ cho hai người ngồi tâm sự đây rồi tự nhiên cái cô Huệ có ngã ngang đâu ngất xỉu. Rồi cái anh Liên anh mới ập đưa về. Thì trong cái giấc ngủ đêm đó là anh thấy đó là có hai cái đứa từ ở trên cao nó rớt xuống vực thẳm. Mà anh đưa cái hai cái tay ra để nâng đỡ để mà đón nhận hai cái đứa bé đó. Thì cuối cùng đó là cô Liên đó cô mang thai. Thì cô mang thai sanh ra hai đứa cháu. Là một đứa đó à, cái thằng nam mà nó vừa sanh ra rồi đó là bắt đầu cái ông mà bác sĩ mà cái ông mà giải phẫu cho hai người mà bà lúc lôi cái xác lên đây đó là ông mới xem lại, ông nói còn một đứa trong bụng nữa. Lúc đầu tưởng con đứa là ai về đâu mà nghe nó nằm ở bên cái nhau kia nữa, lôi sâu chút xíu là nghe lôi ra một đứa con gái nữa đó. Thì là ông mới nhầm dòm, ông nói chết rồi, sao hai đứa này nó giống hệt như là cái hai đứa mình nhảy vô bò hông vậy. Cái ông bác sĩ này nè, cái ông bác sĩ mà ông lôi hai đứa này ra là ông chứng kiến luôn cái cảnh mà trước đây ông giải phẫu mà, tại vì sanh không có được, hai đứa mà nó nằm ở hai chỗ đó. Cuối cùng là lôi ra một đứa đầu tiên thì ông thấy ở trên cái đầu của nó có một đốm quằn này kia, nó có quằn đó là ông biết rồi. Ông nói cái thằng Bảy Nhôm nào đó nó bị cây nó đâm lũng ngay chỗ này nè. Rồi cái coi là con nhỏ con gái thì nó có còn cái dây mà dây thắt ở trên tay nó đó, nó còn cái dấu khuyết luôn. Cái dây buộc cái trên tay nó còn dấu khuyết luôn quý vị. Cho nên ổng là ổng mới xác định, ổng mới thông báo cho cái vùng núi này hay đó, dù cái trên là ổng nói bây giờ đó thông báo cho bà con mình biết là bây giờ hai đứa nhảy là dù bò hông bây giờ nó đã trở lại trên núi mình rồi nha. Đó, thì lúc đó là năm đó là 11 tuổi là tôi dẫn đoàn đi đó, là thường ghé ba mẹ nó bán ba cái bánh xèo. Bánh xèo dưới này nè, thằng anh đó tên là thằng Đại, con nhỏ con gái là tên khác. Hai đứa đó là nó thường qua ghé cốc xá thọ. Cái nó họ qua bển chơi mấy ông đạo hỏi thăm hỏi chứ hai đứa bay hồi đó thương nhau làm sao đâu mà nhảy vô bồ hông vậy, kể cho chú nghe coi. Cái thằng con trai thì nó hiền lắm, nó không chịu nói gì hết, nó biết hết, nó nhớ hết mà nó không nói. Còn con nhỏ con gái nó mới chỉ đó, ông nội này nè, cúng tay ông nội này nè. Lúc đó tôi mang bộ mà ông kêu nhảy hoài à. Ông kêu theo ổng đi, theo đi tu đó. Cho nên là tôi mang bồn ngay lúc đó gần 8 tháng rồi mà giờ ông kêu tôi nhảy theo ổng. Lúc đó tôi thương ổng chứ ổng có thương tôi đâu. Ông kêu tôi nhảy theo đừng đi tu. Bởi vì cái gọi là mối tình đơn phương à, mà cuối cùng rồi đó thì hai đứa hiện nay là trên 20 tuổi rồi. Mà gia đình rất là giàu, ở tại ngay chỗ dồn bốn mình nè. Lát nữa mình đi viếng không? Ghé đó chơi luôn không? Viếng luôn, viếng luôn. Thì thôi giờ đây quá tuyệt vời, mẫu chuyện xin vỗ cho chàng phát tay cả nhà ơi. Để mình sơ lược đôi nét về cái câu chuyện là thương nhau hát lý qua cầu, yêu nhau buộc cái giọng đập đầu chết quẹp. Đến đây xin tạm dừng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi cho chàng phát tay nữa đây.